trải dài bên bãi biển non nước xinh đẹp, Vinpearl Resort and Spa Đà Nẵng là khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, nổi bật với lối kiến trúc tân cổ điển cùng khuôn viên sinh thái đa dạng. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng đi tới các điểm tham quan trong thành phố. Vinpearl Đà Nẵng Resort and Villas là điểm lưu trú rất được lòng du khách nhờ sở hữu những ưu thế vượt trội sau. Khu nghỉ dưỡng sở hữu các villa có vị trí vàng ven bãi biển non nước. Tất cả các phòng nghỉ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, nằm cách sân bay quốc tế khoảng 15 phút di chuyển. Nhiều tiện ích đa dạng hấp dẫn ngay trong khuôn viên resort. Cùng với Best Price khám phá những đặc điểm nổi bật của khách sạn ngay bây giờ nhé! Về hệ thống phòng nghỉ, hiện nay Vinpearl Resort and Spa Đà Nẵng gồm tất cả 122 biệt thự nghỉ dưỡng và được chia thành các hạng sau. Villa 2 phòng ngủ được thiết kế với diện tích 370m², gồm một giường king lớn, có ban công riêng hướng vườn. Villa 3 phòng ngủ có diện tích từ 422 đến 567m², được thiết kế gồm 2 giường đôi với view hướng vườn hoặc hướng biển tùy theo sở thích của du khách. Villa 4 phòng ngủ có diện tích 425m², được thiết kế gồm 2 giường đơn và 3 giường đôi, cửa sổ lớn ngắm cảnh đại dương tuyệt đẹp. Cùng với các phòng nghỉ, Vinpearl Resort and Spa Đà Nẵng còn cung cấp dịch vụ nhà hàng và bar với vô vàn lựa chọn dành cho quý khách. Về nhà hàng, khu nghỉ dưỡng có nhà hàng Triton 1, 2, 3, chuyên cung cấp các buffet, các món Âu Á theo nhu cầu của du khách và được thực hiện bởi các đầu bếp hàng đầu. Dịch vụ quầy bar, Triton 3 nằm ở sảnh lobby, chuyên phục vụ các loại thức uống, bánh mì và các loại bánh ngọt. Monsoon Lounge cung cấp các món ăn Việt Nam à la caster đặc sắc mang phong cách fusion. Cùng với đó, các dịch vụ tiện ích đi kèm cũng vô cùng đa dạng, hứa hẹn sẽ mang đến một chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn dành cho du khách. Hồ bơi, khu nghỉ dưỡng sở hữu một hồ bơi chính ngoài trời với không gian rộng lớn. Ngoài ra, tất cả các villa đều được trang bị hồ bơi riêng. Phòng gym, Vinpearl Resort and Spa Đà Nẵng có một phòng tập gym với đầy đủ các dụng cụ hiện đại cho du khách rèn luyện sức khỏe. Spa, Agoya Spa kết hợp với nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại hàng đầu trên thế giới sẽ mang đến cho quý khách những giây phút thư giãn nhất. Phòng tiệc hội nghị với quy mô rộng lớn lên đến 1.200 khách được trang bị đầy đủ tiện nghi chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều dịch vụ tiện ích đa dạng hấp dẫn khác đang chờ quý khách khám phá tại Vinpearl Resort and Spa Đà Nẵng. Liên hệ Best Price, top 1 đại lý chiến lược của Vinpearl ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ đặt phòng nhanh chóng nhất.